Dạ, con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ha. Hôm nay thì con mời quý cô chú mình đến một cái địa điểm giao lưu mới. Đây là hội quán của thị trấn Lai Vung chú, tỉnh Đồng Tháp, để mình giao lưu một số cây ha. Hôm nay thì clip giới thiệu những cây nhỏ nhỏ bonsai dễ chơi chú. Rất mong quý cô chú xem yêu mến ủng hộ ha. Đó, thì hội quán thì cũng khá là đa dạng các loại cây luôn. Có những cái cặp bông trang rất là đẹp nè. Đó, để còn sơ sơ cái cho mình ngắm ha. Có một số cây làm theo cái hình chim, hình thú của chú. Và mai vàng nữa ha. Rồi mình sẽ mời quý chú bước vào bên trong ha. Hôm nay đặc biệt giao lưu là ổi, rồi cóc nữa, rồi nói chung là mấy cây nhỏ nhỏ dễ chơi trước ha cô chú. Rồi em chào anh Phúc ha. Chào anh Khánh Khánh đây. Chào Dạ. anh Lục Tỉnh Miền Tây ha. Em tên Phúc ở thị trấn Lai Vung ha. Thì cũng cảm ơn cô chú đã ủng hộ em clip vừa rồi, cũng mong cô chú ủng hộ em clip những clip tiếp theo ha. Dạ. Số điện thoại giao lưu của em là 039 829 4694, đó cũng là số Zalo luôn nha. Rồi không làm mất thời gian của cô chú, em vô cây mã số 1 ha. Dạ rồi. Rồi, cây mã số 1 là bông trang đỏ lá nhỏ mình ha. Đỏ lá nhỏ. Đỏ lá nhỏ. Cây cây cũng được vô được đứt dây cũng cây nó cũng nuôi cũng mấy năm mà cắt cây cũng bự anh dạ có cái rễ cũng quái anh ha, quái như rễ hình thú quá ha, hình thú nằm dài vậy đó chú. Nằm dài. Rồi em đo cái thông số ha, cái hoành ở vị trí này là được 21. Dạ. Chiều cao là được 35, tán ngang là 42. Để đo chiều dài con thú luôn đi. Dạ, chiều dài luôn anh ạ. Chiều dài con thú là được 16. Dạ, trang đỏ lá nhỏ trang nha đỏ quý lá chú. nhỏ. Đây Ok. là được nuôi thành phẩm rồi. Này là chỉ gì về là hình bông lên là chơi thôi ha. Dạ. Cây mã số 1 này em giao lưu với cô chú là 1 triệu, em bao ship toàn quốc ha. 1 triệu. 1 triệu. Này chậu nhựa, mình đi chậu luôn cái nhựa. chậu anh ha. Đi vô cái chậu đi, chậu nhựa nó cũng nhẹ. Dạ. Như chơi cây cho nó an toàn cho cây cho mấy cô chú gì chơi ha. 1 triệu chú ơi, Một bao triệu. ship toàn quốc luôn. Cái này dáng khá độc đáo Khá ha, độc đáo. liền lạc, Là, đẹp. đẹp. Rồi, đổi giúp em luôn. Tiếp tục luôn. Cây mã số 2 là cây miệt quế. Cây miệt quế này ương từ hột lên ha, với lá sắn bông chùm. Nó có bộ nhỏ nhưng mà có bộ đế anh ha. Bộ đế cây này nó nuôi chậu lâu rồi. Dạ. Nó thành chậu lâu rồi. Nhỏ nhưng mà tay cành già nha quý cô chú. Tay cành già này là nuôi mấy năm rồi đó. Về ép chậu là chơi thôi. Quẹt ở vị trí là được 11 cm. Dạ. Rồi. Chiều cao thì được 35, tán ngang là được 47. Dạ rồi. Rồi. Đế khá độc đáo ha cô chú. Độc đáo, cái Cây nhỏ nhưng nhỏ. mà chi cành lớn ha, nuôi rất là kỹ. Cái này ta mình ương hộp mà vẫn là được cái đế nó đẹp. Đấy, anh dừng cho em. Đây, mà rồi. cắt kéo rất mạnh nha cô chú. Đó. Tay cành bạn bự ha, không tay Dạ. út mình ha. Rồi, nó so nhỏ. sánh ha. Rồi cây mã số 2 này em giao luôn là 300 ngàn, em giao bao ship toàn quốc luôn. 300 thôi anh ha. 300k. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi. Tiếp tục luôn. Là cây mã số 3. Cũng là cây nguyệt quế. Dán siêu siêu anh Dán ha. siêu siêu. Siêu siêu cành rớt của cô chú ơi. Rồi em đo hoành luôn. Quanh cái chí này là cũng được 11 cm. Cái này ép chậu để bàn, Rồi, hoa rất các là bạn. thơm nha quý chú. Chiều cao là được 38, tán ngang là 51. Dạ rồi. Cây này nó vậy cho đế nó nuôi trong máy nó bự lắm rồi, ngón tay ha, Dạ. đến tại vì nó già, mấy cành này bẻ cũng lâu lắm rồi nó được cái cành đẹp nha, bắt lửa Rồi. nha. Rồi mã số 3 này em giao lưu là 300k, cũng bao ship toàn quốc. 300 luôn anh ha. Rồi. Dạ, tiếp tục luôn. Rồi, tiếp mười tục quế luôn. hộp của chú cho nên là Không. nó có đế ha, nhỏ nhỏ Có nhưng mà đế. có đế. Rồi đây cũng cây mười quế luôn. Quế luôn. Tại ương hộp nó được có bộ đế nó to cứng Dạ. cây. Đồ quạnh ha. Quạnh ở vị trí này là được 12. Dạ, lá sắn bột Lá chùm. sắn một chùm. Chiều cao là được 49. Tán ngang là 60. Dạ, cây đang búp nụ nữa cô chú. Nụ. Cái này là chỉ cho mình về mình lấy cái chậu đẹp cái này mình chơi là bông là ok luôn, bông nó thơm lắm. Dạ.
Rồi. Rồi cái mã số 4 này em giao lưu là 500k. 500. Đo hoành giúp em cái. Nãy cái hoành nó 10 mà. Đo rồi hả? Được rồi. 12 cm. Rồi 12 ha. Dạ. 500 anh ha. 500. Bao ship toàn quốc ha. Dạ. Rồi đổi giúp em luôn. Rồi, rồi. Có lịch sam đó anh ha. Sam lá gí ha. Linh sam lá rí trồng trong cái chậu ống nhựa nha quý chú. Bài bài ha. Hoành ở vị trí này được 9 cm. Chiều cao là được 36. Tán ngang là 71. Dạ. Rồi. Nó nằm trong cái chậu để lâu nó đế nó cuộn cuộn này ha. Dạ. Rồi mã số mấy đây anh này? Mã số 5 là số 5. À mã số 5 em giao lưu là 400k. Em cũng bao ship toàn quốc. Dạ rồi. 400 anh ha. 400. Tiếp tục giúp em luôn. Đây cũng là cây linh sam ha. Ghi số vô luôn đi anh Phúc ơi, cây viết đâu rồi? Bỏ túi. Ghi số 6 vô đi. Số 6 đi. Mình sẽ có lộn quá chứ. Nhiều cây cái nhiều cây quá. Sẽ lộn. Rồi, với số 6 một cây linh sam, một cây linh sam. Rồi quanh ở vị trí này là được 7 cm. Dạ. Chiều cao là được 26. Tán ngang là 36. Đó, quay quay nha. Cái này sửa gọn gàng vậy đó anh ha. À. Mã số 6 này em giao lưu là 200k. Không bao ship toàn quốc luôn. Đó, gọn ha, dễ chơi. Giá mềm không nghỉ. Dạ. Rồi, đổi giúp em luôn. Tiếp tục mã số 7. Mã số 7. Là cây gì đây? Cây mai chư thủy anh mai ha. Chư thủy. Có bông này ha. Dạ. Dòng trung đô anh hả? Lá trung. Lá trung. Bonsai vị trí này được 9 cm. Để bàn nha quý chú. Chiều cao là được 24. Tán ngang được 29. Dạ. Rồi. Mã số 7 em giao lưu là 200k. Em bao ship toàn quốc. 200 luôn. 200. Có bông ha. Dạ, dạ rồi, dạ, đổi giúp em luôn. Rồi, cũng dòng mai chiếu thủy. Số 8. Số 8. Dạ. Cũng lá trùng ha chú. Trùng. Trùng nụ. Lẽ là cũng không có cành ha. Dạ. Hồi đó mình cắt tán đầu đinh anh ha. Tán nuôi lại. Nuôi lại. Hoành ở vị trí này được 11. Chiều cao là được 25. Tán ngang là được 25. Dạ. Yeah. Mã số 8 này em xin giao lưu là 250k. Em bao ship toàn quốc. Dạ rồi, đổi giúp em luôn. Tiếp tục mã số 9. Mã số 9. Cái này dáng cũng khá độc đáo nè anh ha. Ha. Cái này đẹp nè quý chú. Cái này nó có cái dáng có cành gớt xuống đẹp ha. Dạ. Yeah. Cái này ép chậu để bàn rất là phù hợp luôn. Hoa nhiều lắm. Hoa đang đang nở hoa. Quỳnh tiêu chí này được 9 cm. Dạ. Chiều cao là được 32. Tán ngang là 27. Rồi, rồi. Cây mai chiếu thủy này em xin giao lưu là 250k. Em cũng bao ship toàn quốc luôn ha. 250 thôi quý chú ha. 250. Dạ. Để nó chảy đẹp. Dạ, nó có gần gớt cũng đẹp, đẹp. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi, mã số 10 này em giao lưu là một cặp ha. Cặp bình bông linh sam. Sam siêu bông ha. À nói sam chung. Siêu bông, mình làm cái lục bình anh ha. Bình, ha. À, nó có bông này đẹp. Dạ. Yeah. Sam siêu bông làm lục bình. Này là mình bán theo cặp anh ha. À, bán theo cặp đây thì em làm thử một cặp thôi. Dạ. Yeah. Giao lưu với anh chị ha. Cái này không biết đo hoành sao nữa. Đo chiều cao nữa. Đo chiều cao thôi. Cái bụng nó. Chiều cao là được 38. Yeah. Ở bụng này đi ha. Đúng rồi. Nói được 58. Rồi vậy thôi anh ha. Thân nó thì nhỏ nhỏ bằng cái đầu đũa của chú ơi, bằng chiếc đũa mình thôi. Chạm đi. Được làm một cái lọc bình rất là gọn gàng xinh xắn. Rồi, à, anh để cái cây này xuống ha, lên cái cây tiếp theo luôn. Cây tiếp theo luôn đi, cũng mình có một cặp thôi của chú. Có một cặp thôi. Đây nó cũng lác đác cho hoa phía trên này nè. Chiều cao là được 35. Nó cũng tương đương vậy anh ha. Tương đương một cặp giống nhau. Cũng 58. Dạ.
Rồi một cặp này giá sao đây anh ơi? À, một cặp lục bình em giao lưu là 500k, em có bao ship toàn quốc luôn. 500 anh ha? Dạ. Đó, ship toàn quốc luôn cô chú ơi. Dạ. Cây chỉ có 250 thôi. 250 cây thôi. Để rồi, chơi. Cái công mình làm cũng khá là dạ, cái này lâu là kỳ công. Lắm. Rồi đổi giúp em luôn. Chơi cũng lạ lạ ha. Lạ. Rồi. Rồi cây mã số 11. 11. 11 là cây phôi linh sam. Sam sam siêu bông. Lá chung. Rồi, nó có giọng chữ C cũng đẹp ha. Để nó còn cuộn ở đây nữa. Dạ, đây. Em cũng mới bứng về cũng chưa khai thác. Vành ở vị trí là được 26. Dạ. Rồi cái cũ cái đi ha. Cái cũ đặt luôn đi anh. Cũ đặt của nó đi. Cũ đặt nó được 44. Cộng C ha, cộng với C ha. Chiều cao là được 38. Rồi quay giúp em anh. Rồi. Mày trong cây rộng lắc ha cô chú. Rộng lắc, cũ đế đặt. Xem da me nó như da me kêu da me hay là siêu bông à. Bông đẹp. Rồi, giá rồi, luôn cây mã số 11 này em giao luôn là 300k, em bao ship toàn quốc luôn. 300k thôi em. Dạ, 300. Cũ đế này mình còn khai thác dạ, được nữa. Khai thác được. Ở phía dưới này đặt luôn. Để đặt lắm, đẹp. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi, mã số 12 là cũng cây linh sam siêu bông. 12. Rồi. Cái này dán cũng dán là mình muốn chơi cây bay bay hay là mình làm cây đổ vẫn được nha. Tại vì em mấy ha. Yeah. Dạ. Thích gì thì mình lấy, tại vì em cắt cũng hơi còn dư đang cho anh chị về có cắt lại anh ha. Cắt lại. Rồi. Chứ mình cắt sát quá thấy nó khó. Rồi, em thôi chơi cái hoành chỗ này đi ha. Hoành ở vị trí này là được 36. Cái này chơi cái tàng bay cũng hay chứ. Mấy cây này có củ đế. Yeah. Chiều cao là được 51. Dách đế nó nở anh ha. Dách nở. Rồi giá luôn anh Phúc ơi. Cây mã số 12 này giá 300k, em cũng bao ship toàn quốc luôn. 300 thôi chú, rất dạ, là 300. Dễ chơi ha. Mấy cây này hoành to nha. Hoành to. Cái tay mình nè. Cũ đế dưới nè. Cái này ta nuôi cũng lâu. Rồi đổi giúp em luôn. Rồi mã số 13. 13. 13. Cũng là siêu bông. Siêu bông lá chung thân thân vàng lăng quái quái ha. Dạ. Ồ, càng quái quái. Rồi câu vị trí này đi, vị trí này là được 26. Dạ. Xuống dưới cái xuống cũ luôn nè, xuống dưới cũ này đi ha. Dạ. Cũ này là được 41. Dạ rồi. Chiều cao là được 49. Rồi quay giúp em. Rồi giá luôn anh ơi. Ờ cái này cũng xin giao lưu là giá mã số 13 là giờ là 300k. 300 luôn. Dạ. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi, đổi. Tiếp tục mình có tiếp một tục cây mã số 14. Linh sam siêu bông ha, lá nhỏ. Cũng siêu bông luôn. Siêu bông mà lá nhỏ, loại này lá nhỏ, cái này yeah. Lá chung. Cái này thành phẩm rồi. Cái này hình như mình có ghép một nhánh đúng không anh? Đây khác nè, đây là nhánh ở dưới này mình ghép à? Không, cái này của cái nhánh ghép đây. Ghép đó rồi. Cây này nuôi cốt cành này cũng lâu lắm rồi, lâu rồi. À, những cái cốt cành trên này sạch trơn rồi, xả dây ra hết rồi. Nó bông ha, nó cái này đang hừng bông, cái này nó cũng lâu lắm, tại cái chậu này nó mình nuôi cây mình để cái chậu bự nha. Chứ yeah. Cái này ép chậu lên nhìn cây đẹp lắm. Khéo cây. Rồi cây phơm tàng đa ha chú. Tàng đa. Cây lắc phơm tàng đa ha. Ừ. Rồi. Đó quanh vị trí này đi. Vị trí này là được 16. Dạ, yeah. Cái củ to to anh đo giúp em luôn. À đó, củ ha. Hào hào cũng được anh em, chiều heo chút đỉnh. Này được 30. 30. Chiều cao là được 35. Tán ngang là được 57. Dạ. Rồi, cây mã số 14 này em xin giao lưu là 1,2 triệu. Em bao ship toàn quốc. 1,2 triệu anh ha. À, nhưng mà em rút chậu nha. Rồi. Chậu xi măng là không có giá trị.
rút chậu em bao bó bầu lại. Cây này nuôi cũng lâu, cây này nuôi lâu lắm, nó to đều hết trơn, động chi cũng khéo ha, cành số 1, cành số 2, cành số 3 rồi ha, cũng đúng chuẩn không sai. 1,2 triệu anh ha. 1,2 triệu em rút chậu nghe anh Khánh. Dạ rồi, đổi giúp em luôn. Rồi. Dạ rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây mã số 15. Một cây nguyệt quế anh ha. Quế, lá sắn bông chùm. Một cây nguyệt quế già. Dạ. Quế già. Có đánh một cái cành gớt. Cái này kêu bằng là danh nhân cũng được. Nhân. À. Cái này quý chú muốn ấy thì mình cho nó hồi hồi quy căn luôn, hồi gốc luôn. À. Đó, mình bẻ xuống nhẹ tí xíu này thôi chú. Cành nó có cái giọng chỉ xê rất lượng đẹp ha. Dạ. Bẻ cành dương rồi này kia rồi nó cũng ok ha. Cái này nuôi cũng lâu lắm rồi. Này xả dây thì nó hơi giảm nhẹ tí tại xíu. Mình xả dây mình nuôi. Đó, tùy theo ý mình chơi ha chú. Dạ. Rồi để em đo cái thông số đó ha. Cây này cũng khá là già. Khá già cây. Hoành ở vị trí này được 23. Dạ rồi. Chiều cao là được 66. Phơm tạ ngang là được 70. Rồi, cái cành gớt nó xuống như từ trên đỉnh xuống tới đây. Dạ. Từ trên đỉnh xuống cành gớt là được 53. Dạ rồi. Cành này là mấy cây này nuôi lâu lắm, cái cúc cạnh thấy nó bự hơn cái. Rồi anh kêu này nhỏ này ha. Để cộng to to không ha. Để ở đây to. Có những cái mặt cắt cũng sành hết rồi ha, cành đá rồi. Đây, phía trên này cũng có những cái mặt cắt nè. Mặt cắt nó sành đá hết rồi ha. Dạ. Nhưng mà dòng quế này thường thường nó hay bị cái gì đó. Rồi mặt cắt nhưng mà nó không mục phải không chú ha. Rồi cây này giá sao đây anh ơi? Cây này em cây mã số 15 này em giao lưu là 1,2 triệu cũng bao ship toàn quốc nhưng mà em rút chậu nha. 1,2 triệu ha. À, bao cái cành này của chú có thể mình chơi theo ấy nha chú, theo ý ha. Vẫn nhân thì bẻ lại, còn thôi là mình cho nó xà xà xuống gốc xíu nữa là ok ha. 1,2 triệu anh ha. Rồi 1,2 triệu em rút bó bầu. Rồi, không chậu. Chậu. Dạ đổi giúp em luôn. Rồi. Dạ, quý cô chú xem mà ủng hộ cho anh Phúc ha chú, rồi số điện thoại trên màn hình hoặc là trên tiêu đề ha. Rồi cây mã số 16. Một cây cốc thái cốc. Anh ha. Dạ 16. Cây cốc thái. Có bông luôn ha. Dạ, có bông này. Cốc thái thì nó rất là xiên trái quý cô chú ơi. Dạ. Chứ cần ra đọt là có bông. Như cái bàn tay ha. Rồi cái này tác phẩm bàn tay ha. 5 ngón. Cái này biết đo hoành sao đây nữa nè. Đó, hào hào ha. Đúng rồi, hào hào thôi. Rồi, chú xem ha. Được 4,14. Rồi. Chiều cao lên là khoảng 18 cm. Chiều cao nó 18. Này mình cũng ép vô sẽ lâu rồi, cũng lâu rồi. Ở dưới cái cậy nó còn nữa. Dạ. Cái này còn. Mình chơi thì mình vô cái chậu tròn mà cạn đó chú. Dạ đúng rồi. Bây nâng nó lên tí xíu. Bây giờ mình nuôi cái đầu cho nó mạnh á. Dạ. Cây mới ra đọt mà xiên bông rồi ha. Bàn tay đi ghen bàn tay luôn mình luôn heo chú đó. Rồi giá luôn anh ơi, cây mã số 16 này em xin giao lưu là 300k. 300 anh ha. Dạ, bao ship toàn quốc luôn. Ship toàn quốc luôn. Rồi đổi giúp em luôn. Tác phẩm khá độc đáo luôn chú. Rồi cây mã số 17 cũng vậy luôn. Một cũng cây lùng lực cốc ha, lùng lực. Cái cây này đâm chồi sống khỏe hết rồi ha. Dạ, nó ra bông luôn rồi chú. Dạ. Đo tham số ha, tham khảo thôi. Số này nó cũng không có ấy. Được 44. Chiều cao thì nó được 29. Dạ, cái này cũng như cây kêu của chú. Dạ. Ép cái chậu mà mình cạn cạn á. Mình để lên tại chồng cũng còn ở dưới nữa. Còn ở dưới tại mình nuôi cá. Dạ. Cây thì khá là liền lạc. Rồi, giá luôn anh ơi. Rồi cây mã số 17 này em xin giao lưu là 200k. Bao ship toàn quốc 200 anh ha. Dạ, bonsai lùng lực dễ chơi của chú ơi, dễ chơi 200 thôi, cây sống khỏe. Dạ rồi, đổi giúp em luôn. Rồi cây mã số 18 18 luôn là cốc thái luôn, cốc thái siêu trái nha. Đây những cái này sức sống mới ghê lắm của chú. Những cái này là mặt cắt nó nè mà nó kéo bít luôn nè. Không cái đây, dòng đây cái cũng dòng, vậy cái dòng cốc thì nó không mình không sợ bị lũa. Dạ nó kéo mạnh lắm.
Rồi em đồ qua quy trí hoành này thử coi. Phải cốc mà như mai cũng được anh ha. Ừ. Mai mà kéo kiểu này 45. Nói gì mai bên này là ok ha. À, chiều cao là được 34. Tán ngang là 40. Cây này cũng quái cây lắm. Quái cây. Gồ ghề ha, xù xì. Bông ha, siêu bông này, yeah. Siêu bông luôn. Mình không thích mình cắt bỏ này hoặc là cắt ngắn nó lại chút xíu chút. À. Lấy trên này cái cục này lộ ra cái thân cái co đó cũng quái. Rồi, quay rồi. Mà số 17 này anh chia em xin giao lưu là 350k. 350 anh ha. 350. Bao ship tổng quá. Bích hết luôn. Trong cốc thì nó đèn xẹo mạnh lắm. Dạ. Rồi. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi, cái mã số 19. 19. Cục cốc luôn, cục cốc luôn. Cái này đúng là cốc luôn ha. Nó giống như cốc vậy đó. Giống như ếch bắt cặp trời mưa anh ha. Đây. Giống như cốc mà cốc bắt cặp luôn á. Đó. Đây. Đồ tham khảo ha. Quanh vị trí này đi. Được 6-15. Y rang luôn. Chiều dài được 30. Dạ. Yeah. Rồi. Y rang ha. Y rang luôn anh ha. Bông ha. Ok. Bông nó tược ra là bông ra ha chú. Rất là đã ha. Ở trên này nó là lúng khúng. Xù xì đúng là kêu bằng cốc thì. Người ta chơi cốc rừng ghép cốc thái, cốc thái cốc rừng đúng rồi, ghép cốc thái mình chơi cốc thái riêng luôn ha quý chú ơi. Thái riêng luôn. Rồi, cái mã số 19 này em xin giao lưu là 400k. 400 anh ha. 400. Dán này là không đụng hàng luôn. Không đụng hàng, quái quái nữa. Rồi. Rồi, ok. Rồi, đổi. Rồi, đổi coi. Rồi, bây giờ tới ổi anh ha. Ổi. Rồi, mã số 20. 20. 20. Cái ổi ha. Ổi ổi lê. Anh có thì... nguyên một lô ổi lê luôn nè quý cô chú ơi, ủng hộ cho anh Phúc ha. Ổi lê rất là già nha. Dạ, ổi lô này là già cây, nhìn cây nó da nó sạm đi luôn. Sẵn sù hết rồi ha. Ổi lê thì nó xiên trái hơn. Và nhiều cái dáng thế độc đáo. Rồi, em xin đo cái thăm chú hoành ha. Cây to. Cây to. Hoành ở vị trí này là được 34. Dạ. Chiều cao là được 50. Ngang đây là được 53. Rồi anh quay quay giúp em. Rồi. Ổi lê nha quý cô chú. Ổi lê sức sống nó mạnh ha anh Khánh. Dạ. Yeah. Sức sống nó mạnh hơn mấy dòng ổi kia. Rồi giá luôn anh mà, ơi. Mã số 20 này em xem chưa luôn là 1 triệu đồng. 1 triệu anh ha. Dạ 1 triệu. Cây lô này là cây già, cây cây già cây lắm mà cây này nó lâu rồi, những nhà trồng lâu rồi. Rồi đổi giúp em luôn, 1 triệu. Rồi. Tiếp tục luôn. Rồi, mã số 21. Cây này cốt to nè quý cô. To đẹp ha. Cái này to bự. Già cái nó lên nu 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 rồi đó. Lên mấy cái ổi á. Càng già thì nó nu 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 lên nhiều. Lâu lâu mới được gặp được cái dòng ổi lê này. Già cây. Rồi. Quành ở vị trí này được 59. 59 luôn anh ha. 59 phía dưới này. Chiều cao là được 76. Có cái cần nó cũng quái quái anh ha. Cái cần nó dương dương ra cũng quái quái ha. Rồi cái này giá sao đây anh ơi? Cái mã số 21 này em xin giao lưu là 1 triệu 3. 1 triệu 3 anh ha. À. 1 triệu 3. Em bao ship toàn quốc ha. Dạ. Rồi. Rồi đổi giúp em luôn. Đây, cái rồi. Này dáng đẹp à. Cái này dáng đẹp. Cái này mình chơi cành lá xuống đây ha. Dạ. Yeah. Ở dưới thì cũng có anh ha. Mình kêu mẫu tử cũng được quý chú ơi. Cây này cây mẫu tử. Còn không thích thì mình chơi tông cao cành gớt ha. Sẵn phơm hết trơn à. Phương án ha, mã số 22. Rồi ở đây nó có cái này mình cũng chừa luôn hả? À, nó quái 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 chừa nè. Thấy quái quái chừa luôn. Nếu mà anh chị em không thích thì gì mình cắt ha. Rồi đấy, tại vì chừa thấy quái quái chừa chơi. Rồi quanh ở vị trí này là cái này cái phong này rất là dễ làm cây heo chú. Nó định hình sẵn hết rồi. Được 52. Rồi. 52. Rồi. Chiều cao là được 58. Dạ. Rồi cái mã số 22 này em xin giao lưu là 1 triệu 3. 1 triệu 3 luôn anh ha. Dạ.
chị Ba. Có đế nha cô chú. Có đế nở dạt ra cho ha. Có đế hết. Cây thì liền lẹt, chỉ có mặt cắt chân cành thôi. Cây này khéo cây, nhưng mà dòng cốc thì nó cũng liền xẹo, ố dòng ngõi nó liền xẹo giống như cốc vậy đó anh khách. Rồi, đổi giúp anh luôn ha. Ừ. Tiếp tục anh ơi. Rồi. Này mã số 24. Cô chú thích cái dáng trực thì có dáng trực luôn. Rồi. Anh để thẳng cái cây lại giúp em chim nhẹ, lấy cái miếng gạch chim cho cô chú xem cái đó. Rồi, đúng dáng luôn. Đúng dáng nha anh Khánh. Cho mình xem đúng một cây dáng trực cao ha. Trực lực cao. Lực theo cô chú. Lực để nở ha. Rồi em đón. Có cái hoành nè. Hoành ở vị trí này được 44. Dạ 44. Chiều cao là được 73. Dạ. Rồi quay quay đi anh. Cây này lực cây nha cô chú. Cây một cốt lực ha. Về phía trên này mình có thể cắt lại theo ý mình nha. Dạ. Nứt da me hết. Dạ. Anh cắt sơ sơ vậy thôi. Còn tùy thích mỗi người. Có bông hay là xiên bông lắm. Cây này xiên bông, xiên trái. Rồi giá rồi, luôn anh ơi. Cái mã số 24 này em xin giao luôn là 1.3 triệu luôn. 1.3 triệu luôn anh ha. Dạ. Dách nó nở nha cô chú. Dách chữ A ha. Dạ. Dách nở dạt chữ A luôn. Đó. Cây này làm phơm ra cây lùng lực rất là đẹp đó cô chú. Cây chặt em một cốt lực ha. Cốt lực. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi. Mã số 25. Rồi. Mã số 25. 25. Cây này dáng đẹp ha anh Khánh. Rồi, một cây dáng trực bay của chú bay ơi. Ha. Trực bay ha. Thân trực thân bay. Thân trực thân bay. Đây, cây này cũng dễ phối cây của chú. Dạ. Dáng nó cũng đẹp. Rồi hoành vô đi này. Lô này đều nhau, già đều nhau. Được 57. 57 hoành. 57 anh ha. Chiều cao là được 6-11. Dạ. Cần bay đi ha. Cần bay nó được là 50 tươi. Đó hoành cần bay luôn nè. Đâu vị trí này đi. 29. Rồi. 29. Quay quay giúp em ha. Liên lạc với cô chú ơi, cắt chân cành thôi. Ngoài ra không một lỗ gì hết. Nó có cái giấy nó có cái này nè. À đây. Mới thấy luôn. Đây đây anh. Anh quay nhẹ lên. Đây có một cái cây này có mình nó kéo đang cháy tràn vô rất là nhiều của chú ha. Đó. Không có dòng ổi thì khỏe lắm, nó mạnh, nó khỏe, nó mau kéo theo lắm. Cũng không ảnh hưởng nhiều của chú. Dạ. Rồi giá mà luôn. Mã số 26 này em xin giao luôn là 1.3 triệu luôn Khánh. Em bảo 1.3 triệu luôn anh ha. Rồi. Dạ. Rồi đổi giúp em luôn. Rồi, mã số 27. Rồi, cây bay anh ha. Bay. Đây. Chú thích cây bay thì có cây bay luôn. Bay. Bay lùng này lùng gọn anh ha, gọn. Dễ chơi nè chú. Dễ chơi. Ở dưới này có thêm số cây này làm điểm nhánh tử cũng được nữa. Tại vì em chưa thấy ai thích nhiều nếu không mình cắt gọn lại. Rồi, quanh ở vị trí này được 41. Chiều cao là được 25. Nguyên cái tán cần bay nguyên cái dài chiều dài là được 55. Dạ, rồi. Giá luôn anh ơi. Cây mã số 27 này em xin vô luôn là 800k. 800 anh ha. Dạ. Em bao ship tổ. Cây ổ lê nha quý cô chú. Ổ lê già. Ổ lê già. 800k. Rồi. Rồi, đổi giúp em luôn. Tiếp anh ơi. Rồi. Đi luôn ha. Cái này muốn siêu siêu bye bye thì siêu ha. Cũng siêu siêu cũng bye bye. Số 28 thì dựng lên. Dạ. Rồi. Dáng này giống như là dáng súng vậy anh ha. Dáng đại bác luôn chú. Súng đại bác. Rồi đối giúp em luôn. Rồi. Anh ở vị trí này là 50 đi. Rồi. Đôi cần nguyên cần dài này đi. Được 120. 120 anh ha. À. Rồi. Quay quay giúp em rồi báo giá luôn ha. Cái này. Rồi mã số 28 này em xin giao lưu là
900k. 900 anh ha. 900. Nói chung là mấy cây này liên lạc hết nha. Liên lạc. Không có một lô. Dạ cây vậy. Lô già. Rồi, rồi đổi giúp em luôn. Số 29 hả? Rồi, cây này cũng đẹp nữa chú. Mã số 30. Cây này cũng chơi kiểu mẫu tử được nè. Rồi, mã số 30. Cây tầm cao ha. 29 hả? Mã số 29. Cây này sau này mình lấy chi trên này chú ha. Mình đánh rớt rớt xuống cái này. Giống như tựa tựa như cây văn nhân. Phía dưới này thì đệm cái nhánh tử này. Nhưng mà về mình cắt lại tùy thích nha. Rồi, đúng rồi. Em cắt thì không chừa cho nó hoành ở chí này được là 49. Dạ, 49 anh ha. Chiều cao là được 100 101. Dạ. Ổi nó cũng dễ nhận biết của chú. Cây nào mà cây còn còn tơ còn non á thì da nó láng lực à. Còn nếu mà nó già dạ, thì sần sù ha. Bắt đầu nó lên sần sù, nó lên nu. Có nu nu gần. Nó giống như cơ bắp vậy đó, gần gần. Cái này đế là đẹp ha khách. Dạ. Rồi, mã số 29 này siêu vô là 1 triệu. 1 triệu anh ha. Triệu. Bao ship toàn quốc luôn, ship toàn quốc. Dạ, cây đẹp của chú, cây này đẹp, cây này phối cây cũng đẹp. Rồi, đổi giúp em luôn. Số 30. 30. Đó. À, chơi song thần ha, cây này thần. Cũng hay nữa của chú. Cây này ra cây thì một cái tàn cũng khá rộng. Rồi, quanh ở vị trí này là được 57. 57. Anh đo một thân to giúp em. Thằng đại diện ha. Đúng rồi. Dịch đế nó nở ra heo chưa? Nở chè. 34. Rồi, thân chính lớn là 34 heo chưa? Rồi, giá luôn anh ơi. Cái mã số 30 này em xin giao lưu cũng là 1 triệu luôn. 1 triệu luôn anh ha. Ổi lê nha. Ổi lê. Ổi này là ruột đỏ, ruột trắng đúng không anh? Đúng rồi, ruột trắng. Ruột trắng. Nó dòng ổi lê thì nó xiên trái lắm hả? Dạ. Trái nó dữ lắm. Rồi đổi giúp em luôn. Ổi ruby mới ruột đỏ anh ha. Ờ, ruột hồng. Ruột hồng. Ruby ruột hồng. Rồi cây cuối chưa? Cây chưa cây này chưa ha. Cây mã số 31. 31 cũng là cây ổi ổi lê. Một cái phôi to lực nha quý chú. Dạ. À. Chật cũng được ha. Dạ. Rồi, rồi. Cây mình cắt lại nha quý chú. Cây này cắt lại là đẹp cây lắm nha quý chú ơi. Cây này rút rút ngắn lại. Rút ngắn lại. Tại vì mình cắt mình cũng chưa nhá. Hoành được là 52. Dạ. 52. Chiều cao là được 63. Cây này mình rút mấy chân cành này ngắn ngắn lại tí xíu chú ơi. Cây lực lắm, cây lực cây. Đây mình bên đây cũng vậy luôn nè. Mình chừa cái cho vô đây ha. À. Mình cắt mình cũng phải chừa cho cái dòng ổi lê thì nó mạnh cây, nó xiên trái. Còn cái dòng ổi nữ hoàng vô ấy thì nó 50 mấy hoành luôn anh hả? 53 hoành. 53 hoành. À. Cây to ha cô chú. À. Rồi, giá luôn anh cây Phúc ơi. Này em xin giao lưu là 1 triệu 2. 1 triệu 2 anh ha. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi, em bao ship. Rồi, đổi giúp em luôn. Đổi luôn. Rồi ba, mã số 32. Cuối clip luôn ha. À, cuối ha. Cuối luôn. Cái này là vớt vớt luôn ha. Vớt cuối luôn. Cuối luôn. Cái này thì nó cũng đẹp cây ha, ok ha. Mấy Úc mà cũng chưa chịu nghỉ anh hả? Chưa nghỉ, thấy cái cây đẹp quá thôi quay lên luôn. Tính để dành nuôi rồi thôi bán luôn. Rồi. Cái này nó có cái cầm bye bye nó ok. Cái này cũng về dựng lên nha chú. Này nó hơi nghiêng nghiêng qua đây nhìn một chút. Rồi, đo cái vành vị trí này cho chú tham khảo ha. Được 56. Rồi. Chiều cao là được 50. Luôn là già cây. Rồi. Mà đặc biệt là con thấy là liên lạc hết trơn ha. Liên lạc cái này ok. Ít thẹo dít lắm luôn chú ha. Chỉ có mặt cắt chân cành thôi. Cái này mình đứng lên đẹp lắm nha, tại cái cây nó bầu nó thấy. Chứ
đứng đứng vậy. Đúng rồi, mình đưa bầu đưa đứng lại cho mới được. Nhìn nó khéo cây. Đó. Đó. Rồi quay mặt tiền ra luôn anh ơi. Đó. Rồi giá sao đây? Cây này em xin giao lưu là cũng 1.3 triệu. Full clip. Mã số 32. Rồi, đổi kết thúc luôn anh ha. Kết thúc. Mình chào luôn anh Phúc ha. Thì clip em cũng xin một ngày mới chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe, thành công trong công việc ha. Dạ. Rồi, chú yêu mến ủng hộ anh ha, gọi số điện thoại trên màn hình ha chú, hoặc là trên tiêu đề ha. Cho anh Phúc con chân thành cảm ơn của cô chú và hẹn gặp lại của chú anh chị trong những clip tiếp theo.